Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, huyền thoại. Ở trong cái khu vườn ở nhà quê có một cây bằng lăng, hai ba người ôm vậy là to lắm. Ở dưới cái gốc bằng lăng thì có cái hang này, có hai vợ chồng rắn hổ ở trong cái hang đó. Còn ở trên cây bằng lăng thì có cái ổ ông giò vẽ. Quý vị biết tên tuổi ông giò vẽ rồi, đánh trâu đánh bò mà còn còn giống mình, đánh chừng 2-3 mũi là chết. Như vậy cùng một cái cây bằng lăng mà ở dưới gốc bằng lăng là có cái hang rắn hổ, trên cây bằng lăng thì có ông giò vẽ. Thì hôm nọ ông giò vẽ mới xuống thăm vợ chồng rắn hổ, mới nói thế này: tụi em ở trên cây, tụi em thấy anh chị ở dưới cái hang, cái gốc này nguy hiểm quá. Bởi vì sao? Anh chị cứ đi ra đi vào cái dấu lết láng o, mấy cái ông nông dân đó ổng tùng dấu, ổng đào, ổng bắt hai vợ chồng anh chị về nấu cháo rồi xong. À, thế thì cái anh rắn cò đó mới nói thế này: tụi em đừng có lo, ai mà gần tới anh á, gần tới thôi là anh phun nọc phù mình, còn hãy sáp lá cà thì anh cắn trào đòm chết tại chỗ. Nó dữ dằn vậy nè, nó rắn hổ mà. Thôi thì ông dò dẻ làm thinh không vậy. Đâu vài hôm sau cái sáng ông nông dân ổng xách dao xách rựa tới, ổng đào, ổng bắt hai vợ chồng rắn bỏ vô cái vỏ, không thấy phun nọc phù mình, cũng không thấy cắn trào đồn gì hết, nên nó bắt. À, thế là ông dò dẻ ở trên mới thấy mới thấy cái cảnh đó, cái cảnh mà ông nông dân tới đào bắt hai vợ chồng rắn hổ mà không thấy động tĩnh gì hết. Cho nên ông dò dẻ mới nói: lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, sống chung một cái cây, người ở gốc cây, người trên cây, bây giờ tao mắc nạn mình không cứu đâu phải là anh hùng. Cho nên ông dò dẻ mới rủ mấy con nữa xuống đớp cái ông nông dân đó cho mấy mũi, đau quá bỏ vỏ bỏ rựa bỏ đồ hết chạy lấy mạng. Hai vợ chồng rắn hổ bò ra thoát mạng rồi trốn luôn, nên là chết hụt. Mà tối mới bò về hang, sáng hôm sau ông dò dẻ xuống thăm. Ông dò dẻ mới nói thế này: hôm trước tụi em xuống thăm anh chị, tụi em có báo tin là anh chị ở dưới cái hang này nguy hiểm. Nè, mà anh chị đó thì không có cảnh giác, mà còn vững tâm. Anh nói với tụi em á, ai tới gần tao, tao phun nọc phù mình, hãy sáp lá cà, tao cắn trào đồm. Hôm qua cái ông nông dân đó, ổng xuống, ổng đào, ổng bắt rồi không thấy phun nọc, cũng không thấy cắn trào đồm. À, hai vợ chồng rắn hổ lầm thinh không trả lời gì hết. Bởi vì hôm trước nói đi nghe dữ dằn lắm, nhưng mà cuối cùng hết lâm nạn thì cũng không thấy cắn trào đồm, cũng không thấy phun nọc gì hết. Cho nên ông dò dẻ mới nói: cái lời của anh nói đó nè, ai gần thì phun nọc phù mình, ai sáp lá cà thì cắn trào đồm,
Như vậy cái miệng của anh thua cái đít tôi. Cái đít ông là có cây kim á. Nhờ cây kim nó chích cho ông nông dân đó, ông bỏ rửa, ông bỏ dao, ông chạy. Chứ không thôi là tiêu rồi, về hình nấu cháo rồi. Cho nên câu chuyện đó cảnh giác. Chúng ta nói cái gì phải cẩn thận chút. Đừng có nói dữ dằn đó, cứ tới cuối cùng rồi lâm lâm nạn, không làm gì được hết. Cái câu chuyện này chắc ai cũng biết. Tức là gia đình của Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Tức là ông nội của Nguyễn Trãi là một nhà giáo. Khi ông đến cái làng đó, ông mới vận động bà con trong làng đó là làm cái trường học. Thì tối hôm đó đó, ông nằm chiêm bao, ông mới thấy là có một người đàn bà tới mách bảo với ông là khoan đã, đình lại 5 ngày. Đình lại 5 ngày. Thì cái điềm chiêm bao thì ông, người ta cho biết là đình lại 5 ngày vậy thôi. Thì sáng hôm sau ông đến thì ông thấy rằng học trò của ông nó ban cái đất rồi để làm cái nền nhà đó, là nó giết cái ổ rắn đó 5 con. Mà có con rắn mẹ đó là bị thương chứ chưa chết. Còn 4 con rắn kia chết tại chỗ. Cho nên con rắn đó mới bò lên trên cái trần nhà. Tối ông ngồi ông đọc sách thì cái giọt máu đó nó nhiễu xuống cái trang sách ngay chữ tộc, mà thấm 3 tờ giấy. Ngay cái chữ tộc mà 3 tờ giấy như vậy. Đó là cái điểm. Sau đó con rắn đó mới trở lại đầu thai làm thị lộ. Con rắn cái đó sau này đầu thai lại làm thị lộ. Thì có cái câu chuyện mà của triều đình nhà Lê Thánh Tông thì ghép tội thị lộ giết vua, cho nên xử án Lệ Chi Viên là giết dòng họ của Nguyễn Trãi 3 đời. Đó là chuyện rắn bao quan. Rắn trong Phật Pháp ở bên Trung Hoa, cái núi Phổ Đà là cái lãnh địa của Mãn Xà Vương. Mãn Xà Vương tu ở cái núi Phổ Đà này là 300 năm. Cho nên Mãn Xà có nhiều cái phép tắc, quyền quặc, linh ứng. Bởi vì do cái công đức tu hành của Mãn Xà 300 năm. Khi bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài xem xét ở cái Nam Diêm Phù Đề này, cái núi Phổ Đà là cái chỗ mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh thuận lợi nhất. Về đất đai, về phong thủy, tất cả có nhiều cái thuận duyên để mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Nhưng cái phần cai quản là của Mãn Xà Vương. Cho nên Bồ Tát suy nghĩ ở trong tâm, đến mượn cái phần đất của cái núi Phổ Đà này để lập cái đạo tràng. Thì Mãn Xà Vương biết ngày tu ngày có thần thông. Cho nên cái hôm mà Bồ Tát
Đến núi Phổ Đà thì Mãn Xà Vương là hiện là một cái cây thẳng cao lên 50 thước. Cái bề hoành của nó là 5-6 người ôm, mà không có cái nhánh cái cây lá gì hết, giống như cây cột cờ vậy, đứng giữa đường vậy nè. Bồ Tát Quán Thế Âm biết, ngày đến ngày thấy cái cây, ngày rờ cái cây, ngày khen ngày nói: ở cái núi Phổ Đà này có cái loại cây quý quá, hiếm quá, nếu mà ta thương lượng với chủ nhân ở cái núi Phổ Đà này cho ta mượn một phần đất để lập cái đạo tràng, ta nói bổn đạo, ta đốn cái cây này để làm chùa thì tiện mấy. À, như vậy Mãn Xà Vương biết, Bồ Tát biết, biết mình hiện hình ra để làm cái cây đó. Bây giờ Mãn Xà Vương mới hiện nguyên hình, hiện nguyên hình mới tiếp đón, thì Bồ Tát mới đặt cái điều kiện rằng: tôi xem xét ở Nam Diêm Phù Đề này chỉ có cái núi Phổ Đà này là đủ cái nhân duyên, cái điều kiện thuận lợi để mở cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Nay tôi đến đây, quý vị cho tôi xin một phần đất, ít thôi, không nhiều lắm, vì cái núi này lớn mà, rộng rãi, xin một phần thôi để lập cái đạo tràng. Thì Mãn Xà Vương nói với Bồ Tát là: này không được đâu, bởi vì xưa nay đó, Bồ Tát nên hiểu rằng không bao giờ người ở chung với rắn, mà cũng không bao giờ rắn ở chung với người. Mít lòng lắm Bồ Tát, mít lòng lắm. Cho nên cái này thôi, Bồ Tát chịu khó đi tìm chỗ khác cũng được. Bồ Tát nói: không sao, nếu như nhà ngươi bằng lòng thì mỗi bên làm một cái thông báo. Bên nhà ngươi làm cái thông báo đó là rắn không được hại người, đúng không nào? Bên đạo tràng của chúng tôi đó, chúng tôi làm cái thông báo là hành giả của chúng tôi không làm hại rắn, như vậy để chúng ta sống chung thoải mái, an ổn, đâu có sao đâu. Như vậy là Mãn Xà Vương đuối lý. Bồ Tát đưa ra cái ý kiến đó, Mãn Xà Vương đuối lý. Thì Mãn Xà Vương mới nói thế này: thôi bây giờ được, nếu Bồ Tát ra cái điều kiện về tôi thấy cũng ổn, nhưng mà tôi tu hành 300 năm, Bồ Tát tu hành không biết bao nhiêu năm. Thôi bây giờ làm một cái cuộc là nếu như Bồ Tát và tôi ai có một cái phép màu nào thắng hơn, nếu Bồ Tát thắng thì tôi sẽ nhường, mà Bồ Tát thua thì tôi thắng, thì mời Bồ Tát đi chỗ khác. Bây giờ đấu phép. Bồ Tát Quán Thế Âm chấp thuận. Bồ Tát nói: thôi bây giờ nhà ngươi thực hiện trước đi. Mãn Xà Vương bằng lòng. Thì mỗi khi đó, nếu bình thường đó, Mãn Xà Vương chỉ rùng mình là cái thân của Mãn Xà Vương sẽ trùm hết cái núi Phổ Đà. Chỉ cần rùng mình thôi, là cái thân của Ngài nó to, nó trùm hết cái núi Phổ Đà này. Nhưng hôm nay thì Mãn Xà rùng mình lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ mấy cũng không nhúc nhích gì hết, bình thường, bình thường. Bồ Tát thấy Mãn Xà Vương làm tội nghiệp quá, rùng mình, trân mình, đổ mồ hôi vậy mà cái thân cũng không to được, không trùm đầu được hết. Bồ Tát nói: thôi, cái chuyện của nhà ngươi chuyện lớn, bây giờ cái chuyện của ta nhỏ. Bồ Tát lấy cái tịnh bình của Bồ Tát cầm đó, nhỏ thôi Bồ Tát. Bây giờ ngươi nên đổ nước vô đầy đó, đổ dùng nước vô đồ đầy đó. Mãn Xà Vương trong bụng thì nói là chỉ nước miếng của mình đó
phun thôi là ngập hết cả làng. Làm gì cái tịnh bình của Bồ Tát có chút gì mà đổ nước gì. Nhưng mà cuối cùng rồi là phun nước cũng không đầy, không đầy. Làm bằng cách nào cũng không đầy hết. Như vậy cuối cùng là Bồ Tát Quán Thế Âm thắng, Mãn Xà Vương phải chấp thuận cho Bồ Tát mượn một phần đất để mà lập cái đạo tràng. Thì bây giờ Bồ Tát ra thông báo là hành giả của Bồ Tát không được hại rắn, và Mãn Xà Vương làm thông báo là rắn không được hại người, cho nên giữa rắn và người sống với nhau nè, tu hành rất là tốt đẹp, không có chuyện gì. Càng ngày thì dân chúng ở dưới thành phố, ở dưới đồng bằng, lên trên núi Phổ Đà này tu học càng ngày càng đông, lên tới mấy vạn người. Nhưng mà giữa rắn và người không có xảy ra một điều gì bất trắc. Thế thì một hôm có một chàng thanh niên tên là Tiểu Bình. Thanh niên tên là Tiểu Bình. Thanh niên này lên núi Phổ Đà không có nghĩa là đi tu, không có nghĩa là hâm mộ Phật Pháp, mà đi chơi, đi ngoạn cảnh. Mà tánh thanh niên mà gặp cái gì cũng phá tán. Nghĩa là con gì trên núi mà chàng thanh niên này gặp đều cũng phải đập hết. Cái phá phách mà, cái tánh thanh niên mà. Thế thì cuối cùng cái chàng thanh niên này mới gặp một con bò cạp núi, nó đang đuổi con rắn, rắn nhỏ thôi. Thì con rắn nó mới lội qua cái suối, mà con bò cạp thì không lội qua được. Cho nên chàng thanh niên này mới bẻ cái nhành cây, bắt cái cầu để cho con bò cạp núi này nó qua cái suối đó, nó cắn con rắn chết. Như vậy là tổ con cháu của Mãn Xà Vương báo là người hại rắn. Bởi vì cái thông báo là rắn không được hại người, người không được hại rắn. Mà bữa nay là có một người hại rắn. Mãn Xà mới đến báo cho Bồ Tát Quán Thế Âm, con cháu tôi báo lại là hành giả của Bồ Tát giết dòng họ của chúng tôi. Như vậy là cái thông báo của Bồ Tát bây giờ không ai chấp hành nữa, sẽ có cái chuyện không tốt, mít lòng. Bồ Tát Quán Thế Âm nói là Bồ Tát chưa nghe, thôi để đó đi, rồi Bồ Tát sẽ xem xét lại coi sự việc như thế nào, mình xử lý cho nó tốt. Thế thì chàng thanh niên này chiều mới trở lại ghé chùa, ghé đạo tràng đó kiếm cơm ăn, đói rồi. Thì bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm mới hiện là một vị sư già, một vị sư già mới tiếp cái cậu thanh niên này, mới nói cho cậu thanh niên biết rằng cậu không thể đi xuống núi được. Bởi vì trên con đường lên núi này cậu có làm một cái điều ác, có không? Cậu mới nói dạ không, tôi đi tham quan, tôi đi chơi, đi thăm núi vậy thôi, tôi đâu có làm gì kìa. Vị sư đó mới nói có, con nhớ lại đi. Cuối cùng chàng thanh niên này mới nói rằng con thấy con bò cạp núi nó rùa con rắn, mà con rắn lội qua cái suối, con mới bẻ nhành cây, con bắt cái cầu cho con bò cạp nó lội qua, nó cắn con rắn chết. Vị sư đó nói đúng rồi. Cho nên ở trên cái đạo tràng này, giữa hai bên rắn và người đều có cái thông báo là không ai xâm phạm đến mạng sống
của người khác. Người không được hại rắn, rắn không được hại người. Bữa nay con phạm cái đó. Cho nên mạng sống của con như là chỉ mành treo chuông, con không thể nào xuống núi được. Vị sư đó cho cái cậu thanh niên biết như vậy. Vì cái tội là làm giết con rắn đó. Bây giờ cậu thanh niên đó sợ quá, mới quỳ xuống lễ vị sư đó, mày nhờ vị sư đó độ mạng. Sư nói được, nếu con hồi tâm, con biết ăn năn, con biết sửa tâm tánh của mình, thì nhà chùa sẽ giúp cho. Đó là cái câu chuyện ở trong Phật Pháp nói về Phổ Đà Sơn, Bồ Tát Quán Thế Âm đến để điều đình với Mãn Xà xin cái phần đất để thành lập cái đạo tràng. Cho nên bây giờ trong Phật giáo chúng ta có cái câu là Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đến cái núi Phổ Đà để mà mở cái đạo tràng hóa độ chúng sinh, có câu chuyện liên quan đến Mãn Xà là con rắn. Giờ tiếp theo chúng tôi nói cái chuyện tâm linh. Hôm tháng 11 vừa rồi tôi đi Hoằng Pháp ở Hà Nội. Có một chuyện đặc biệt thế này. Chuyện có thiệt nhưng mà cũng khó mà tin lắm. Cái câu chuyện này là báo Tuổi Trẻ có đăng, nhưng mà cái khúc sau đó thì báo không có nói. Chỉ nói cái đoạn đầu thôi, chứ cái đoạn sau không nói. Nhưng mà tôi đích thân ra tới đó, cái gia đình đó, thì cái đoạn sau đó nó rất là đặc biệt. Tôi xin kể chuyện đó quý vị nghe. Hai vợ chồng đèo xe gắn máy đi ăn lễ tân gia của người bạn. Người bạn cất cái nhà mới, đi ăn tân gia. Thì khi nhập tiệc đó, thì anh mới nói với bạn bè thế này nè: đường xa là một, chở vợ là hai, trời tối là ba, cho nên mình hạn chế vấn đề uống bia. Hạn chế. Mình chỉ uống chút với bạn bè thôi, cho nên ba cái vấn đề này nguy hiểm, cho nên mình hạn chế. Như vậy là anh chủ động vấn đề rượu. Chủ động. Không uống. Tuyên bố với bạn bè mà đường xa là một, chở vợ là hai, và trời tối. Khi về đại lộ Thăng Long thì quý vị biết là đường trống trơn, không có xe cộ gì nhiều lắm. Thì anh bị ngã xe. Lý do sao thì không biết. Bà vợ ngồi sau mà trời tối. Thì bà vợ đó thì chỉ say sát chút đỉnh, nhưng mà người chồng thì bất tỉnh. Bất tỉnh. Tức là bà vợ đụng tới đâu là mềm nhũn tới đó hết. Mềm nhũn hết. Chị ta mới ra giữa đường, chị ta giăng tay, chị ta đón xe chở ông chồng vô bệnh viện Việt Đức. Thì mà khi vào bệnh viện đó, thì cái phòng cấp cứu mới nói là chị làm vệ sinh cho anh đi, bây giờ đại tiểu gì dơ dáy lắm, chị làm vệ sinh đi sạch sẽ mới đưa vô cấp cứu. Thì chị ra ngoài, chị mới nhờ người, chị thuê người làm vệ sinh cho anh, thay đồ đàng hoàng đưa vô phòng cấp cứu. Thì đêm đó là bệnh viện họ cách ly. Họ cách ly, họ không cho chị biết. Và sáng hôm sau, bác sĩ cho biết rằng chấn thương sọ não, không còn phương cứu chữa. Tức là bác sĩ chạy rồi. Chấn thương sọ não. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái ngực còn thở. Bà vợ mới nói thế này: tôi chủ động, tôi bình tĩnh, không có chuyện gì. Nhưng mà hiện giờ thì chồng tôi còn thở, thì còn nước còn tát, thì bác sĩ cứ để. Chừng nào mà chồng tôi hết thở nên tôi trở về
lo hậu sự, tức là anh nằm anh thở. 20 ngày trôi qua, nằm như vậy 20 ngày, chỉ có truyền dịch thôi, nên là không có thêm bớt, không có uống ăn, không có gì trong người hết, chỉ truyền dịch thôi. 20 ngày chỉ thôi thớp rồi nằm, còn toàn thân hết, không có chỗ nào biết đau hết, chỉ nhéo ở trên vai, ở dưới chân, ở dưới lưng, chỗ nào chị nhéo cũng không biết đau hết. Nằm 20 ngày. Cái ngày thứ 20 là đào khoảng 10 giờ thì chỉ ngồi ở dưới gạch, cái giường bệnh đó, chỉ ngồi dưới đó theo dõi ảnh có còn thở không, chờ hết thở rồi trở về thôi chứ không có chuyện gì. Anh mở mắt ra anh dòm anh nói chứ em làm gì ngồi đó, bây giờ chị ta mới khóc. Chị ta khóc, mừng mà khóc, đâu có chết đâu. Chỉ chuẩn bị trong tư thế chuẩn bị chồng chết thì trở về làm đám tang, mà chồng không chết mà mở mắt hỏi em làm gì ngồi đó. Chị khóc quá trời quá đất khóc. Xong rồi anh mới nói đợi cho chị khóc hết rồi bình tĩnh, anh mới nói đâu có chuyện gì, em phải bức xúc. Bố dẫn anh vào trong Sài Gòn thăm anh, có người anh ở trong trong Sài Gòn này, có nhà trong Sài Gòn. Rồi bố nói thôi, cha con mình gặp nhau vui như chừng đây đủ rồi, thế con về để vợ con ở nhà nó đợi nó trông mày đó, về đi. Bố nói với anh như vậy đó, vợ con ở nhà nó đợi chờ mày về đi. Bố dẫn anh ra ngoài bến xe miền Đông mua vé xe cho anh về. Mà ông già chết năm 1997. Ông bố chết 1997, về dẫn ông con vô Sài Gòn thăm người anh 20 ngày. Báo thì không nói cái đoạn mà ông bố chết năm 97, nhưng mà tôi ra tới nơi thì gia đình nó cho biết là ông bố ruột của anh này là chết trong 97, 20 ngày. Thế thì bây giờ đó, anh bình thường nhưng mà nằm 20 ngày không ăn không uống thì phải bồi dưỡng, nằm bệnh viện đó bồi dưỡng thêm 2 tuần lễ mới về bình thường. Bây giờ anh cũng sinh hoạt bình thường, không có chuyện gì. Bố dẫn anh vào Sài Gòn thăm anh. Rồi bố nói thôi cha con mình gặp nhau vui vẻ chừng đầy đủ rồi, con đi về, vợ con ở nhà nó trông. Bố dẫn anh ra bến xe miền Đông mua vé xe cho anh về Hà Nội 20 ngày. Rắn trong Phật Pháp ở bên Trung Hoa, cái núi Phổ Đà là cái lãnh địa của Mãn Xà Vương. Mãn Xà Vương tu ở cái núi Phổ Đà này là 300 năm. Cho nên Mãn Xà có nhiều cái phép tắc, quyền hoặc, linh ứng. Bởi vì do cái công đức tu hành của Mãn Xà 300 năm. Khi bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm ngài xem xét ở cái Nam Diêm Phù Đề này, cái núi Phổ Đà là cái chỗ mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh thuận lợi nhất về đất đai, về phong thủy, tất cả có nhiều cái thuận duyên để mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Nhưng cái phần cai quản là của Mãn Xà Vương, cho nên Bồ Tát suy nghĩ ở trong tâm đến mượn cái phần đất của cái núi Phổ Đà này để lập cái đạo tràng. Thì Mãn Xà Vương biết ngày tu ngày có thần thông, cho nên cái hôm mà Bồ Tát đến núi Phổ Đà thì Mãn Xà Vương
là hiện là một cái cây thẳng cao lên 50 thước. Cái bề hoành của nó là 5-6 người ôm, mà không có cái nhánh cái cây lá gì hết, giống như cây cột cờ vậy, đứng giữa đường vậy nè. Bồ Tát Quán Thế Âm biết, ngài đến ngài thấy cái cây, ngài rờ cái cây, ngài khen, ngài nói ở cái núi Phổ Đà này có cái loại cây quý quá, hiếm quá, nếu mà ta thương lượng với chủ nhân ở cái núi Phổ Đà này cho ta mượn một phần đất để lập cái đạo tràng, ta nói bổn đạo, ta đốn cái cây này để làm chùa thì tiện mấy. À, như vậy Mãn Xà Vương biết, Bồ Tát biết, biết mình hiện hình ra để làm cái cây đó. Bây giờ Mãn Xà Vương mới hiện nguyên hình, hiện nguyên hình mới tiếp đón, thì Bồ Tát mới đặt cái điều kiện rằng tôi xem xét ở Nam Diêm Phù Đề này chỉ có cái núi Phổ Đà này là đủ cái nhân duyên, cái điều kiện thuận lợi để mở cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Nay tôi đến đây, quý vị cho tôi xin một phần đất, ít thôi, không nhiều lắm, vì cái núi này lớn mà, rộng rãi, xin một phần thôi để lập cái đạo tràng. Thì Mãn Xà Vương nói với Bồ Tát là này, không được đâu, bởi vì xưa nay đó Bồ Tát nên hiểu rằng không bao giờ người ở chung với rắn, mà cũng không bao giờ rắn ở chung với người. Mít lòng lắm Bồ Tát, mít lòng lắm, cho nên cái này thôi Bồ Tát chịu khó đi tìm chỗ khác cũng được. Bồ Tát nói không sao, nếu như nhà ngươi bằng lòng thì mỗi bên làm một cái thông báo. Bên nhà ngươi làm cái thông báo đó là rắn không được hại người, đúng không nè? Bên đạo tràng của chúng tôi đó, chúng tôi làm cái thông báo là hành giả của chúng tôi không làm hại rắn, như vậy để chúng ta sống chung thoải mái, an ổn đâu có sao đâu. Như vậy là Mãn Xà Vương đuối lý. Bồ Tát đưa ra cái ý kiến đó, Mãn Xà Vương đuối lý. Thì Mãn Xà Vương mới nói thế này: thôi bây giờ được, nếu Bồ Tát ra cái điều kiện về tôi thấy cũng ổn, nhưng mà tôi tu hành 300 năm, Bồ Tát tu hành không biết bao nhiêu năm. Thôi bây giờ làm một cái cuộc là nếu như Bồ Tát và tôi ai có một cái phép màu nào thắng hơn, nếu Bồ Tát thắng thì tôi sẽ nhường, mà Bồ Tát thua thì tôi thắng, thì mời Bồ Tát đi chỗ khác. Bây giờ đấu đấu phép. Bồ Tát Quán Thế Âm chấp thuận. Bồ Tát nói thôi bây giờ nhà ngươi thực hiện trước đi. Mãn Xà Vương bằng lòng. Thì mỗi khi đó, nếu bình thường đó, Mãn Xà Vương chỉ rùng mình là cái thân của Mãn Xà Vương sẽ trùm hết cái núi Phổ Đà. Chỉ cần rùng mình thôi, là cái thân của ngài nó to, nó trùm hết cái núi Phổ Đà này. Nhưng hôm nay thì Mãn Xà rùng mình lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ mấy cũng không nhúc nhích gì hết, bình thường, bình thường. Bồ Tát thấy Mãn Xà Vương làm tội nghiệp quá, rùng mình, trân mình, đổ mồ hôi vậy mà cái thân cũng không to được, không trùm đầu được hết. Bồ Tát nói thôi, cái chuyện của nhà ngươi chuyện lớn, bây giờ cái chuyện của ta nhỏ. Bồ Tát lấy cái tịnh bình của Bồ Tát cầm đó, nhỏ thôi Bồ Tát. Bây giờ ngươi nên đổ nước vô đầy đó, đổ dùng nước vô đồ đầy đó. Mãn Xà Vương trong bụng thì nói là chỉ nước miếng của mình á, phun thôi là ngập hết
cả làng. Làm gì cái tịnh bình của Bồ Tát có chút gì mà đổ nước việc, nhưng mà cuối cùng rồi là phun nước cũng không đầy, không đầy, làm bằng cách nào cũng không đầy hết. Như vậy cuối cùng là Bồ Tát Quán Thế Âm thắng, Mãn Xà Vương phải chấp thuận cho Bồ Tát mượn một phần đất để mà lập cái đạo tràng. Thì bây giờ Bồ Tát ra thông báo là hành giả của Bồ Tát không được hại rắn, và Mãn Xà Vương làm thông báo là rắn không được hại người, cho nên giữa rắn và người sống với nhau đó nè, tu hành rất là tốt đẹp, không có chuyện gì. Càng ngày thì dân chúng ở dưới thành phố, ở dưới đồng bằng, lên trên núi Phổ Đà này tu học càng ngày càng đông, lên tới mấy vạn người. Nhưng mà giữa rắn và người không có xảy ra một điều gì bất trắc. Thế thì một hôm có một chàng thanh niên tên là Tiểu Bình. Thanh niên tên là Tiểu Bình. Thanh niên này lên núi Phổ Đà không có nghĩa là đi tu, không có nghĩa là hâm mộ Phật Pháp, mà đi chơi, đi ngoạn cảnh. Mà tánh thanh niên mà gặp cái gì cũng phá tán. Nghĩa là con gì trên núi mà chàng thanh niên này gặp đều cũng phải đập hết. Cái phá phách mà, cái tánh thanh niên mà. Thế thì cuối cùng cái chàng thanh niên này mới gặp một con bò cạp núi, nó đang đuổi con rắn, rắn nhỏ thôi. Thì con rắn nó mới lội qua cái suối, mà con bò cạp thì không lội qua được. Cho nên chàng thanh niên này mới bẻ cái nhành cây, bắt cái cầu để cho con bò cạp núi này nó qua cái suối đó, nó cắn con rắn chết. Như vậy là tổ con cháu của Mãn Xà Vương báo là người hại rắn. Bởi vì cái thông báo là rắn không được hại người, người không được hại rắn. Mà bữa nay là có một người hại rắn. Mãn Xà mới đến báo cho Bồ Tát Quán Thế Âm: con cháu tôi báo lại là hành giả của Bồ Tát giết dòng họ của chúng tôi. Như vậy là cái thông báo của Bồ Tát bây giờ không ai chấp hành nữa, sẽ có cái chuyện không tốt, mít lòng. Bồ Tát Quán Thế Âm nói là Bồ Tát chưa nghe, thôi để đó đi, rồi Bồ Tát sẽ xem xét lại coi sự việc như thế nào, mình xử lý cho nó tốt. Thế thì chàng thanh niên này chiều mới trở lại ghé chùa, ghé đạo tràng đó kiếm cơm ăn, đói rồi. Thì bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm mới hiện là một vị sư già, một vị sư già mới tiếp cái cậu thanh niên này, mới nói cho cậu thanh niên biết rằng cậu không thể đi xuống núi được, bởi vì trên con đường lên núi này cậu có làm một cái điều ác có không. Cậu mới nói dạ không, tôi đi tham quan, tôi đi chơi, đi thăm núi vậy thôi, tôi đâu có làm gì cả. Vị sư đó mới nói có, con nhớ lại đi. Cuối cùng chàng thanh niên này mới nói rằng con thấy con bò cạp núi nó rượt con rắn, mà con rắn lội qua cái suối, con mới bẻ nhành cây, con bắt cái cầu cho con bò cạp nó lội qua, nó cắn con rắn chết. Vị sư đó nói đúng rồi. Cho nên ở trên cái đạo tràng này, giữa hai bên rắn và người đều có cái thông báo là không ai xâm phạm đến mạng sống của người khác, người không được
Hại rắn, rắn không được hại người. Bữa nay con phạm cái đó. Cho nên mạng sống của con như là chỉ mành treo chuông, con không thể nào xuống núi được. Vị sư đó cho cái cậu thanh niên biết như vậy. Vì cái tội là làm giết con rắn đó. Bây giờ cậu thanh niên đó sợ quá, mới quỳ xuống lễ vị sư đó, mày nhờ vị sư đó độ mạng. Sư nói được, nếu con hồi tâm, con biết ăn năn, con biết sửa tâm tánh của mình, thì Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đến cái núi Phổ Đà để mà mở cái đạo tràng hóa độ chúng sinh, có câu chuyện liên quan đến mãng xà là con rắn. Ở bên Trung Hoa, cái núi Phổ Đà là cái lãnh địa của Mãng Xà Vương. Mãng Xà Vương tu ở cái núi Phổ Đà này là 300 năm. Cho nên Mãng Xà có nhiều cái phép tắc, quyền quặc, linh ứng. Bởi vì do cái công đức tu hành của Mãng Xà 300 năm. Thì bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài xem xét ở cái Nam Diêm Phù Đề này, cái núi Phổ Đà là cái chỗ mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh thuận lợi nhất về đất đai,